Xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay mình lại làm một vấn đề liên quan đến mẹ và bé nhé. Cái vấn đề này thì rất được nhiều người quan tâm và tìm hiểu nhé. Thì chủ đề hôm nay mình làm đó là vấn đề về cả cái mốc khám thai cho mẹ bầu nhé. Và hầu hết các chị em đã đều lên lịch đi khám theo từng tháng, thậm chí là từng tuần. Tuy nhiên theo các chuyên gia khoa sản với mẹ bầu thì không cần gửi siêu âm quá nhiều và chỉ cần chú ý các cái mốc quan trọng dưới đây nhé, các bạn theo dõi nhé. Mốc thứ nhất là tuần thứ 7, thứ 8 là chúng ta để nghe tim thai đúng không các bạn ạ? Là mốc để nghe tim thai, đo kích thước túi ối, chiều dài phôi nằm xác định thai có phát triển xương tương xứng với cái độ tuổi thai không nhé. Và mốc thứ hai các bạn cần siêu âm đó là siêu âm độ mờ sang gáy ở cái tuần thứ 11 đến 13 nhé. Các bạn nhớ siêu âm từ tuần thứ 11 thứ 3. Nếu như các bạn siêu âm trước tuần 11 hoặc là sau tuần 13 thì cái độ chính xác của cái siêu âm độ mờ sang gáy này không thể chính xác được các bạn nhé. Nên các bạn phải siêu âm đúng cái giai đoạn của tuổi thai. Thì đối với giai đoạn này thì các bạn đã giúp phát hiện được các hình bất thường của nhiễm sắc thể này, chẩn đoán nguy cơ gây bệnh đau này, dị dạng tim này, chi và thoát vị cơ hành. Và mốc thứ ba đó là tuần thứ 14 đến thứ 17. Giai đoạn này thì mẹ bầu chỉ cần siêu âm 2D để bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi các bạn nhé. Và đây là giai đoạn làm cái xét nghiệm bộ 3, là cái loại xét nghiệm tầm soát sử dụng máu mẹ để tìm ra các nguy cơ gây rối loạn bẩm sinh ở thai nhi hay không. Và các mẹ bầu yên tâm nhé, bởi những xét nghiệm này nó không tác động và không gây ảnh hưởng đến thai nhi và mẹ. Và cái tuần tiếp theo đó là tuần từ 21 đến 24, là tuần này siêu âm 4D để phát hiện những bất thường về thai nhi. Bước khám này giúp các bác sĩ là phát hiện về bất thường về hình thể, hình thái của thai nhi như là sức môi này, dị dạng ở các cơ quan này, đặc biệt các bất thường về tim và hệ xương, từ đó can thiệp sớm và kịp thời hơn. Và ở cái giai đoạn từ tuần 21 đến 24 thì các mẹ bầu nên đi tiêm phòng uốn ván cho mình nhé. Thứ năm là mốc khám thai tuần 32. Ở tuần này thì các bác sĩ sẽ phát hiện các cái dị tật của bé thông qua hình ảnh siêu âm. Và tại lần khám thai này thì bác sĩ sẽ khảo sát kỹ hơn các cái dị tật ở tim này, mạch và các cái cấu trúc não. Đồng thời chúng đưa ra một cái luật chính xác về sự phát triển của thai nhi. Ở giai đoạn này bác sĩ sẽ chỉ mẹ bầu là siêu âm 4D để nhằm đưa ra hình ảnh chính xác hơn các bạn nhé. Và 6 là khám thai ở tuần 36. Cái lần khám thai này giúp bác sĩ dự đoán về kỳ sinh nở của mẹ, sinh thường hay sinh mổ và tư vấn cho mẹ nên đến các cơ sở y tế nào. Bên cạnh đấy thì cũng tùy vào những trường hợp các mẹ có thể làm các cái xét nghiệm khác, đó, siêu âm thêm thì nhằm theo dõi các biến chứng của nước ối này, môi thai và tình trạng của rau thai ấy, ở những tuần cuối này. Và có một cái điều mà nhiều mẹ cũng thắc mắc với mình và cũng hỏi thì đó là vấn đề khám và siêu âm thai nhi có ảnh hưởng gì không. Thì trên đây mình chia sẻ một tí về kinh nghiệm của mình thì và kinh nghiệm các y bác sĩ. Thì cho đến nay thì chưa có một công trình nghiên cứu nào chứng minh rằng siêu âm lại ảnh hưởng đến thai nhi và mẹ. Tuy nhiên cũng không ai là dám khẳng định rằng siêu âm là hoàn toàn vô hại đối với thai nhi. Thì theo các bạn nên các bạn hãy đi siêu âm những cái giai đoạn, những cái mốc quan trọng thôi. Còn mình cũng không thể, mình cũng không nên siêu âm nhiều, tức là nó lãng phí tiền bạc, chi phí cao. Thứ hai nữa là đi lại nhiều nó cũng ảnh hưởng. Thì đối với các mẹ bầu mà gần sinh á, ở tuần ra tuần từ 36 trở lên thì các bạn nên đi thăm khám thường xuyên nhá, để mình có thể là phát hiện được sớm. Có một số mẹ là đối với mình thì ở cái tuần 38 là mình đã cạn hết ối rồi, nên là mình cũng kiểm tra và kịp thời thì các bác sĩ sẽ xử lý nhanh hơn nhé. Và chúc các mẹ nếu các bạn muốn thắc mắc hay là muốn hỏi gì thì các bạn hãy để bình luận nhé.
thì mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé.